gọi tên con khi tình đời hồng thắm sắc son. Ngài gọi tên con khi tình duyên phai dấu chẳng còn, khi đời con đắng cay hao mòn, Ngài vẫn chờ vẫn gọi tên con. Ngài gọi tên con bước theo Ngài hiến dâng tình yêu. Ngài chọn riêng con sống trong tình yêu thương của Ngài, để rồi hôm nay bước theo Ngài hiến dâng từ đây. Dù nhiều chông gai nhưng tình còn quyết không phai nhòa. Gian khó ê chề, Ngài hằng bên con, muôn nẻo đường Ngài đỡ nâng con. Ngài hằng bên con, cho dù dương gian có khinh chê, cho dù con có quên lời thề, Ngài vẫn chờ vẫn gọi tên con. Ngài gọi tên theo Ngài hiến dâng tình yêu. Ngài chọn riêng con sống trong tình yêu thương của Ngài, để rồi hôm nay bước theo Ngài hiến dâng từ đây. Dù nhiều chông gai nhưng tình còn quyết không phai nhòa. Chúa mỹ miều, tình Ngài yêu con làm sao đền đáp cho cần. Ôi tình yêu chưa chan vô ngần, con muốn được yêu. Khi con bắt đầu bước đến, con sẽ được quy lại và được đại diện Chúa. Khi trong 8 năm và tháng 20 ngày cùng đây là sự ưu ái của tất cả mọi người cầu nguyện đồng hành từ đây để 20 ngày cùng đây là sự ưu ái của tất cả mọi người cầu nguyện đồng hành thì cũng từ đây để tiến đến một đời mới. Chúng ta cùng nhận ý đức con được đại diện Chúa tổng tin lãnh cha vi tinh kính tổng tin tính người tình yêu vương chúng ta đã được thiên chúa còn đời của người ngày mai tất cả chúng sẽ được vinh sơn theo con thì là chúc mừng và lên cho mỗi người mỗi gia đình có việc chúng ta được tốt đẹp và cộng đoàn chúng ta cùng quy để chúng ta đồng tình đưa danh cha và con và thánh thần. Lạy cha chúng con ở trên trời chúng con nguyện cha tôi tìm đến nơi Chúa.
Chúa cùng anh chị em. Trọng kính cha, dòng họ Kishita hôm nay chúng con được hân hạnh diễn phúc đón cha về làm khoảng trì giáo xứ chúng con. Chúng con cũng xin kính chào tất cả các quý chức giáo xứ, đồng quý giáo gia nghĩa và các quý chức giáo xứ quần đảng và cộng đoàn. Hôm nay chúng con được diễn phúc chương trình, chúng con xin được đón trước khi cha bước lên chúng con đón cha xin trước hết đầu chống sẽ đồng hồ chống ngắm, sau đến đồng kè, đồng hồ kè thì nó bắt đầu công thức cha mẹ và đoàn rước sẽ đi đầu là từ ông Trương Lâm, tiếp theo là hội chống, sau là đến giáo họ là thọ, đến giáo họ là đoàn, đến giáo họ là thành A, giáo họ là thành, giáo họ là trung và nhà sứ, tiếp theo là xe đón cha dọn vào vị trí ta, tiếp theo là giáo sứ đồng quý và giáo quý và các vị quý khác. Xin chúng ta cứ theo chương trình xin hồi chống đổ một bài chống tám để đón mừng cha. Con vâng một niềm tin, xin dâng lời cảm ơn, đôi bàn tay Chúa dâng con.
em. Đừng sợ khi theo Chúa, hãy can đảm lên. Đừng sợ khi bước theo Ngài, hãy luôn can đảm lên. Cùng Giê-xu vào đời, rắc rêu niềm hy vọng. Hãy luôn can đảm lên. Cùng Giê-xu vào đời, loan báo tin mừng khắp nơi. Giê-xu của con yêu Ngài luôn mãi. Giê-xu của con theo Ngài suốt đời. Dù có những mây mờ, cùng phong và bão tố, ngoài khơi trời mù tối. Giê-xu của con tin lời Chúa hứa. Tương lai của con dâng trao Ngài Chúa ơi. Quyết bước theo Ngài, tin và phó thác, nguyện mãi mãi trung thành. Con nguyện theo Chúa suốt đời. Đường dài xin mãi trung thành, nguyện gắng sống như Chúa, nguyện dâng trao cuộc đời, dấn thân vì nước trời. Đời con xin từ đây nguyện hăng say từng ngày theo Chúa, theo Ngài mãi thôi. Giê-xu của con yêu Ngài luôn mãi. Giê-xu của con theo Ngài suốt đời. Dù có những mây mờ, cùng phong và bão tố, ngoài khơi trời mù tối. Giê-xu của con tin lời Chúa hứa. Tương lai của con dâng trao Ngài Chúa ơi. Quyết bước theo Ngài, tin và phó thác, nguyện mãi mãi trung thành. Con nguyện theo Chúa suốt đời. Con yêu Ngài luôn mãi. Giê-xu của con theo Ngài suốt đời. Dù có những mây mờ, cùng phong và bão tố, ngoài khơi trời mù tối. Giê-xu của con tin lời Chúa hứa. Tương lai của con dâng trao Ngài Chúa ơi. Quyết bước theo Ngài, tin và phó thác, mãi mãi trung thành. Con nguyện theo Chúa suốt đời.
Chúng con tiến vào trong thánh đường và tôn vinh Thiên Chúa cùng với công đoàn giáo xứ chúng con. Chúng con trên
hết đây. Con xin hết lòng cảm ơn và chào chúc mọi người.
nhân tứ phương và trong phòng cha nước. Thank you.
để tham dự nghi thức nhận chức của cha do Abhotisita Vũ Văn Đứng, tân chánh xứ giáo xứ Quần Lạc. Sự hiện diện của đông đủ mọi thành phần dân chúa trong thánh lễ hôm nay là hình ảnh sống động diễn tả bản chất điểm nhất của giáo hội Công giáo. Trong thánh lễ đầu tiên của cha chánh xứ Gioan Baptista đại diện sở mới, chúng ta sốt sắng cầu xin ơn Chúa Thánh Thần xuống trên cha, đồng thời cũng xin cho mọi người chúng ta ý thức sâu xa hơn về mối dây hiệp thông trong phẩm trần hồn thánh, qua đó tích cực cộng tác với cha xứ trong việc phục vụ dân chúa. Trong tâm tình đó, chúng ta cùng sốt sắng tham dự thánh lễ, mời nhà đoàn cử nhạc đầu lễ. Like, comment và hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nha.